cho em chị em nghĩ nè. Bay cùng anh tới sáng mai, ở bên anh là điều tuyệt vời, vì ngày nào cũng là 14 tháng hai. Sáng nay có anh là căn nét nhẹ hay đèn ảo sao thiếu tinh hoa. Nhìn anh là người em đạo đức thế nên đừng bảo là anh là thính nha. Khóa môi anh thật đồng thấy xong rồi em bảo anh ơi em tính là. Em muốn anh đưa em về nhà rồi và em cách chúng mình được sinh ra. Chữ gì nữa, xin em hãy mau. Sau chuyến đi này, mong sẽ phải lòng nhau. Sau chuyến đi này, mong sẽ phải lòng nhau. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Anh đang chờ tình buồn phố em, buồn hơi ấm buồn mà giá băng ngàn năm nằm trong tim buồn. Một người đã yêu anh mới thôi. Ngàn là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần ngàn nó nương tử. Tình chẳng dấu gì ta đã biết cái tâm thư, kể về một người con gái trở thành một con chim bất tử. Biết lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Cảm thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng như xa lệ tử giúp ta bỏ cả tâm tà. Anh lạnh đau không nằm để em với ai không dài đúng ai.
nó biết ông chủ chính là ai đây. Hay đò may mò cho nó phơi thay bên trong quan tài. Yeah.
Giờ anh muốn nói với cả thế giới rộng lớn, anh đã tìm được người đi trong suốt cuộc đời, hứa trao cho em bằng tất cả những gì mà anh có thể. Hãy tin anh đừng suy nghĩ. Có một chàng trai bắn không hay, còn thun máu vàng chạy bộ gắt giỏ, bạn có dám chơi chung không? Cả đời em ăn vui khổ đau gánh tròn một đời mình khóc than dời trời sao. Không tham pop
Xong tôi từ chối nhé. Ok bà đây, em thích anh hay là mấy ôi chắc. Anh đồng ý, đủ.